Ừ các bạn nhìn không? Ồ, chú khủng long đang gầm gừ đây các bạn ơi, các bạn cẩn thận nha. Ồ, gì không? Lúc sau bơi luôn nha các bạn. Chú khủng long không? Ui, cái có gai nữa. Ồ, thấy các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy không? Cái có gai này. À, Hoàng Nam hôm nay đi bắt tất cả các con vật luôn. Đúng không mọi người? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ lên một chiếc xe đạp của Hoàng Nam đây. Đây, đây là chiếc xe đạp của Hoàng Nam. À. Đúng rồi. Mình sẽ dùng chiếc xe đạp này mình sẽ đúng rồi, bây giờ Hoàng Nam leo lên xe coi nào, thôi nào. Rồi. Rồi, Hoàng Nam sẽ dùng chiếc giỏ này. Đây, đây là chiếc giỏ Hoàng Nam. Rồi, bây giờ Hoàng Nam sẽ đạp xe đạp đi bắt các con vật nha. Rồi, đi thôi nào, let's go. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng, mình để xe ở đây đi. Rồi, mình để xe ở đây. Rồi mình sẽ lấy cái giỏ này đi để dùng để đựng các con vật mình chúng ta sẽ bắt được. Rồi chúng ta đi thôi nào. Wow, để xem chúng ta có bắt phát hiện được con vật gì không nha. Ui Hoàng Nam. Wow, Hoàng Nam phát hiện con vật gì đây? Wow, để xem đây là con vật gì đây. Ui, Hoàng Nam đang phát hiện một chú khủng long. Ui, khủng long gì đây? Wow, là một chú khủng long. À, khủng long, hình như là một chú khủng long ăn cỏ nè. Wow, ui, Hoàng Nam giỏi chưa? À, chú khủng long đang ăn cỏ hả? Wow, Hoàng Nam giỏi quá. Từ bên rồi ăn lá. À, ăn lá hả? Rồi, chúng ta bỏ vô giỏ thôi. Wow, để xem chú khủng long này như thế nào thôi. Ui, các bạn nhìn nè. Wow, một chú khủng long quá đẹp luôn các bạn ơi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đặt chú khủng long vào đây. À, Hoàng Nam sẽ tiếp tục đi tìm khủng long. Wow, ui, ui, hai chú khủng long luôn. Wow, một chú khủng long nè, hai chú khủng long luôn. Giờ chúng ta sẽ bắt chú khủng long này Hoàng Nam ơi. Để xem chú khủng long này nè. Wow, chú khủng long đẹp quá các bạn ơi. Chú khủng long đã bóng. À, chú khủng long đã bóng hả? Ui, các bạn nhìn nè. Wow, đẹp quá. Ui, Hoàng Nam bắt khủng long đi thôi nào. Bây giờ Hoàng Nam sẽ bắt khủng long nha. Các bạn nhìn nè. Ui, chú khủng long đẹp quá. Đúng rồi, Hoàng Nam sẽ bắt chú khủng long bỏ vô giỏ thôi. Wow, ui được hai chú khủng long rồi các bạn ơi. Ý các bạn nhìn nè. Rồi, để xem hai chú khủng long ý, hai chú khủng long đẹp không các bạn. Wow, rồi bây giờ Hoàng Nam sẽ tiếp tục qua bắt chú khủng long bên này. Đây, ý các bạn nhìn thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ bắt chú khủng long này luôn. Wow, các bạn nhìn nè. Ôi, chú khủng long đang gầm gừ ghê quá. Ý các bạn nhìn thấy không? Ui, chú khủng long đang gầm gừ đó, đang núp sau bụi cây nè. Ý các bạn nhìn thấy không? Rồi bây giờ Hoàng Nam sẽ bắt chú khủng long này bỏ vào giỏ luôn. Đây các bạn nhìn thấy không? Hoàng Nam giỏ không? Bắt được 3 chú khủng long luôn rồi nè. Wow. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xách cái giỏ này đi, tiếp tục xem có con vật gì nữa không nha các bạn. Chúng ta sẽ theo chân Hoàng Nam để đi bắt các con vật nha các bạn. Wow, Hoàng Nam đã phát hiện con vật gì nữa rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn nè. Wow, các bạn ơi. Ôi, chú khủng long gì quá. Ui, chú khủng long cắn đó. Ui, gì không? Wow, để xem chú khủng long gì đây. Ui, Hoàng Nam cắn bị đau, bị đứt tay rồi hả? Ui, ghê quá. Hoàng Nam bị chú khủng long cắn luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem chú khủng long gì đây. Ui, các bạn nhìn nè. Chú khủng long cắn người. À, chú khủng long cắn người ghê quá. Ui, các bạn nhìn thấy không? Đó, chú khủng long đang gầm gừ này. Các bạn ơi, các bạn cẩn thận nha. Ồ, gì không? Cái có gai nữa. Ồ, thấy không các bạn hả? Các bạn nhìn thấy không? Cái có gai này. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ bắt chú khủng long này bỏ vào giỏ luôn. Đấy, Hoàng Nam bắt khủng long thế nào? Hoàng Nam giỏi quá, bỏ vào giỏ luôn. Ui, ghê quá. Ôi, các bạn nhìn thấy không? Ui, Hoàng Nam giỏi không? Ui. Wow, bắt được 4. 2 3 4. 4 chú khủng long rồi các bạn ơi. Hoàng Nam giỏi quá. 4 chú khủng long là đúng rồi, chính xác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo chân Hoàng Nam để đi bắt các con vật nha các bạn. Wow, các
các bạn ơi, Hoàng Nam phát hiện những con vật gì nè. Ui nhiều cá quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Ui. Wow, Hoàng Nam phát hiện nhiều chú cá quá. Ui các bạn ơi, nhìn nè. Rồi bây giờ Hoàng Nam sẽ dùng cái vật. À, có cái vật kìa Hoàng Nam. Đấy, chúng ta sẽ dùng cái vật đó để vật những chú cá. Rồi vật chú cá lên. Ui, bỏ vô giỏ. Được một chú cá rồi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Ây, hai chú cá rồi các bạn ơi. Bỏ vô giỏ luôn Hoàng Nam ơi. Bỏ vô giỏ. Đúng rồi, Hoàng Nam giỏi quá. Đó, Hoàng Nam sẽ tiếp tục dùng chiếc vật của Hoàng Nam đó để bắt chú cá này. Ui, có một con vật gì này. Wow, một con vật gì đẹp quá các bạn ơi. Các bạn nhìn nè. Một chú cao cao này các bạn ơi. Ui, một chú cao cao màu xanh ghê quá. Ồ, một chú cao cao này các bạn ơi. Wow, một chú cao cao rất là đẹp luôn. Ê, bây giờ chúng ta sẽ bắt chú cao cao này bỏ vào giỏ luôn. Cao cao để ăn lòng đi đó. Ê, bây giờ chúng ta sẽ bỏ vô cái vật của Hoàng Nam. Rồi, Hoàng Nam sẽ bỏ vô giỏ. Wow, các bạn nhìn thấy không? Hoàng Nam rất là giỏi, bắt được rất nhiều con vật nè. Bây giờ, wow, nước hả? Rồi, Hoàng Nam sẽ qua đây bắt. Bắt chú tôm này, bắt chú tôm này. Tôm. Đây, đúng rồi, chú tôm. Đó, các bạn nhìn thấy không? Con gì nữa? Đúng rồi, Hoàng Nam giỏi quá. Wow, một chú tôm. Wow, một chú cá heo kìa. Người ta không qua được. À, Hoàng Nam không bắt tới. Rồi, chúng ta sẽ giúp Hoàng Nam bắt con cá heo này nha các bạn. Đây, đây, các bạn nhìn thấy không? Wow. Wow, các bạn nhìn nè, thấy không? Một chú cá heo rất là đẹp luôn. Đó, Hoàng Nam sẽ đặt vô giỏ của Hoàng Nam luôn. Đó. Ôi. Wow, còn nhiều con vật ở dưới nè. Ui các bạn nè, một chú rùa nè. Một chú cá nè. Ui, có một đàn cá đang bơi nữa nè các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đàn cá này. Wow, ý cá này. Cá nhiều quá. Cá nhiều. Wow, cá nhiều quá. Hoàng Nam sẽ bắt chú rùa đi. Ơi, Hoàng Nam đang bắt chú rùa nè. Rồi, chúng ta sẽ bắt cho Hoàng Nam một chú rùa nè. Wow, chiếc giỏ của Hoàng Nam đâu rồi? Chiếc giỏ Hoàng Nam đâu rồi? Bỏ vô. Đây, chúng ta sẽ đặt chú rùa ở đây. Wow, chúng ta sẽ bắt chú cá này. Rồi, chúng ta sẽ bắt chú cá này. Ây, các bạn nhìn nè. Wow, đẹp quá. Ui, các bạn nhìn nè. Hoàng Nam thấy không? Cá màu đỏ. Đúng rồi, cá màu đỏ Hoàng Nam sẽ bỏ vô giỏ luôn. Rồi. À, chung một chú cá màu xanh. Và một chú cá gì nữa kìa. À, cá kim. À, màu xanh lá cây đúng không? Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt chú cá màu xanh lá cây này nha. Wow. Wow, chú cá màu xanh lá cây. Wow. Các bạn nhìn nè. Đó, một chú cá màu xanh lá cây này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Hoàng Nam giỏi không? Ý, rồi, Hoàng Nam bỏ vô giỏ luôn. Đó. Rồi ta sẽ giúp Hoàng Nam bắt chú cá này luôn nè các bạn ơi. Đấy, chú cá này. Wow, đấy, ấy, ấy, ấy. Ui, đẹp không? Đó. Rồi, à, đây là một chú hươu cao cổ nè. Chú hươu cao cổ nè, Hoàng Nam sẽ bắt chú hươu cao cổ bỏ vô giỏ luôn đi. Wow, để xem Hoàng Nam bắt được nhiều con vật chưa. Ui, nhiều quá các bạn ơi, các bạn nhìn nè. Rồi, Hoàng Nam sẽ giữ cái giỏ này đi. Ở đây có một chú bọ ngựa nè các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn đây. Chú bọ ngựa đang đứng trên cành cây nè. Đó, các bạn nhìn thấy không? Hoàng Nam sao Hoàng Nam bắt tới ta? Bây giờ Hoàng Nam sẽ làm sao để bắt tới chú bọ ngựa ta? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giúp Hoàng Nam bắt chú bọ ngựa nha. Đây. Wow, chú bọ ngựa này. Ui, chú bọ ngựa dữ không các bạn? Rồi, chúng ta sẽ đưa cho Hoàng Nam. Đấy, Hoàng Nam. Ôi, để xem còn con vật gì nữa không? Ở đây có một chú nai nữa nè. À, chú bọ cạp nè. Wow. Các bạn ơi, Hoàng Nam sẽ bắt chú bọ cạp. Đi lên, Hoàng Nam đi bắt chú bọ cạp đi lên. Wow. Bắt chú bọ cạp nào. Wow, các bạn nhìn thấy không? Wow, Hoàng Nam đã bắt được một chú bọ cạp ghê quá. Ui, có chú bọ cạp kia không các bạn? Wow, rồi bỏ vô giỏ luôn. Cạp cái tay luôn. Ừ, bọ cạp cạp cái tay luôn hả? Ghê quá. Rồi, bỏ vô giỏ luôn. Wow, rồi để coi hôm nay Hoàng Nam bắt được bao nhiêu con vật nha. Đây các bạn nhìn thấy không? Bỏ vô đây. Ui nhiều con vật quá các bạn ơi. Các bạn nhìn nè. Wow. Đúng rồi, mình xếp lại.
Đây các bạn nhìn thấy chưa? Wow, đẹp không? Có thành quả của Hoàng Nam hôm nay đi bắt được đó các bạn ơi.